Experience things outside of our campus, like those of you who competed in the world. Our foremost priority is your safety and your well-being. That we remain vigilant and proactive in creating a secure environment for everyone. This means not only following safety protocols and guidelines, but also looking out for one another. It's not just about physical well-being, it's also about feeling safe emotionally. If you see someone who seems lonely or upset, reach out to them. A simple act of kindness can make a world of difference. Let's ensure that Vince School Metropolis is a sanctuary where everyone feels protected and valued. It has the power to impact others positively through our words and our actions. Let's make a conscious effort to practice empathy, compassion, and understanding every single day. Whether it's offering a helping hand, sharing a smile, or simply being a good listener, your kindness can create a ripple effect that transforms our school into a nurturing and inclusive place for all. Remember, kindness costs nothing, but it means everything. I encourage you all to be smart, not only in your studies, but also in your choices and your decisions. Embrace curiosity. And never stop asking questions. Strive for excellence in every task you undertake. And don't be afraid to challenge yourself of being smart in everything we do. Let's create an environment where safety is prioritized, kindness is celebrated, and intelligence is nurtured. I am confident that with these values guiding us, we will achieve remarkable things. So, let's step into this year with courage, compassion, and a thirst for knowledge. Together, we will make this year one of our best. Be kind, be smart. Thank you. Yeah.
and the girls what it's all about. Ready for some sunshine, for my heart to take shape. Quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, trong năm học này đồng hành cùng các em là các thầy giáo kiến thức sách vở do thầy cô đem lại, và còn là cơ hội thực tế giúp em có góc nhìn và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh tốt hơn. Với góc nhìn hiện đại, cách tiếp cận đa chiều, hy vọng rằng tiết học với thầy cô sẽ đem đến nhiều điều thú vị cho các em. With a blend of native and international teachers, the ESL classes offer not only textbook knowledge but also practical opportunities to improve your English communication skills. Cùng nhau với nền giáo dục tiên tiến và được đào tạo bài bản cùng với lòng yêu nghề, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu có những kiến thức có trọn lọc, làm quen và tiếp cận đa chiều các nền văn hóa trên thế giới, thích ứng với tư duy công dân toàn cầu và hội nhập quốc tế. Thấy bạn nào lớn lên mấy nhỉ? Alo, một lần nữa thay mặt ban tổ chức.
Homeroom.